nhấn đăng ký kênh 23 để được 100.000 sub nhé. Có lẽ cái việc tính toán khi mà pick Spectre đó là cái việc tham minh đồ của Ricky. Ricky không phải là một hero lên đồ nhanh, nếu như được chơi ở vị trí core thì nó cũng sẽ cần phải có item farm thì mình lên đồ nhanh được, chứ còn không thì Ricky nó cũng sẽ lên đồ rất là chậm như ba con hero khác thôi, bởi vì nó không có skill farm. Ồ thế chứ, con Lim anh ta bắt đầu all in vào việc check rune rồi. Không all in, quyết định là sẽ di chuyển về không bạn. Vậy là Lim đã đoán chính xác, nhưng mà Hanskin có về được không? Hanskin có lẽ không về được rồi, first blood được tính dành cho GPK. Đó là một tình huống chơi tốt tới từ AGN Vampire. AGN Vampire phải nói là cực kỳ kiên nhẫn trong pha vừa rồi. Một cái rune cũng khá hay. Mình cho Void Spirit bật rune hết lên rồi. Lên đây và muốn gank. Reap anh ta mới chỉ level 5 thôi, nhưng ở phía sau tôi đã nghe thấy có vẻ như là có tiếng xích rồi. Còn xích thẳng vào người của Nico Amy, nhưng Nico Amy vẫn chạy ra được. Nico Amy được cứu bởi Baba ở phía sau, nhắm vào người của Ricky. Ricky của Reap đang cố gắng để có thể lùi về, nhưng Liam anh ta có rune hết, anh ta vẫn đang cố gắng để có thể chém. Ricky của Reap vẫn chưa được level 6 và Ricky đã nằm xuống rồi. Baba dive rất sâu và anh ta chưa có ultimate. Saklo đang cố gắng câu kéo thời gian để chờ cho GPK lên. Một tiếng chặt Fisher là hay. XFF3 anh ta có thể đập chết Rubik trong tay của Hanskin rồi. Còn Liam có chạy được không đây? Liam anh ta còn một chút thời gian nữa thì mới cooldown xong cái Astro Step của mình, và anh ta sẽ cố gắng để có thể lùi về, nhưng tuy nhiên anh ta dính 4 chấm dầu rồi, được giải dầu rồi. Sẽ quay lại thả một cái Remnant ra. Tuy nhiên bên phía team Gambit họ cũng sẽ không cố gắng để có thể dive lên. Họ đòi lại một mạng là đủ rồi. Mặc dù là Saklo đã có dây bay, tuy nhiên thì cái lượng máu và mana của anh ta không có nhiều. Chặt Fisher rất là tốt từ XFF3, giữ chân được hai người của đối phương nhưng mà cũng rất là có một người rồi. Đó, FNG trên này lại làm gì này? Ok, xuất hiện ở một cái vị trí nó hơi kỳ cục một chút và phải nằm xuống rồi. Đó là mạng rất free dành cho Baba. FNG có vẻ là hơi nghếu chăng? Rồi lại có đấm nhau ở đâu đó và GPK. GPK bị hút về, GPK lên bảng đếm số. Đó là một pha gánh 4 người, chính xác hơn là 3 người của bên phía team Alliance. Và có vẻ như là Shadow Fiend thì anh ta không nhận được đủ cái sự hỗ trợ tới từ các đồng đội. Phút thứ 10 rồi. Bây giờ thì Shadow Fiend đang top network, tuy nhiên thì Baba cũng đã vừa mới chiếm lại cái ngôi vị này. Trong này thì Bad Rider đã nhìn thấy được Disruptor. Baba cố gắng để có thể bỏ chạy, nhưng Saklo anh ta di chuyển rất nhanh với giày bay của mình. Tuy nhiên thì Baba lại tới đúng lúc. Saklo không làm được gì, mất rất nhiều thời gian mana để có thể giải dầu, mất cả Flaming Lasso, không giết nổi món support để cho con AA này hit level mid và có được level 6 luôn. Tuy nhiên bên phía Alliance họ đã có được cho mình cái trụ này rồi. Baba anh ta scout được ra vị trí của đối phương, bây giờ sẽ chia ra thành hai ngả để có thể dụ cái sự chú ý vào hero khác, nhưng không được rồi. Ua combo à. Vâng, dụ kiểu gì tôi không hiểu, nhưng mà tách nhau ra là đúng. Tôi lại nghe thấy tiếng Flaming Lasso, lần này thì vào người của Nico Baby và bye bye Nico Baby. Nico Baby đứng có vẻ như là hơi xa, nhưng Ashaker ở đây cũng đã bị nhấc lên. Ashaker cũng đã bị combo chết. Sẽ là một tình huống di chuyển về tới từ Dream, muốn đập smoke với đồng đội chăng? Tôi nghĩ là như vậy, khi mà Ashaker sắp có Eco Slam rồi, tôi nghĩ họ cần phải có một tình huống smoke. Saklo đã có pipe nên đi cùng nhau. Thế này họ nên đi cùng nhau. Rồi, đã có một tình huống đập smoke. Đang ping thẳng vào vị trí trên khu vực top lên. Nhưng Lim anh ta có một cái invi, nhưng anh ta lại đứng ngay trong cái Sentry cũng như là Observer Ward của đối phương. Combo tất cả mọi thứ vào người của Lim. Bye bye Lim lên bảng đếm số, ping thẳng vào Roshan. Lim không hề có buyback. Rồi muốn lao thẳng vào người của con Abaddon này luôn. Chặt và cho con Abaddon này đứng ở đây luôn. Muốn giết luôn, không muốn để cho sống. Nhưng từ thế nào phía sau thì GPK anh ta đã bị kéo lại rồi, nhưng không sao cả. Vẫn còn đó là sự sẵn sàng tới từ Saklo. Lao thẳng vào và Lasso luôn một người bên phía Alliance ra. Đó chính là Abaddon của Baba. Bây giờ thì bên phía Alliance họ mất hai người rồi, nhưng có vẻ như họ vẫn sẽ đép được, bởi vì Aegis of Immortal đã mất. BKB của Ricky cũng đã được kích hoạt. Rồi lại phải về, gửi về luôn. Bật BKB hay không nào? Chỉ là một tình huống câu rồi. Nhưng GPK rất quyết đoán với cái tình huống xử lý vừa rồi. Anh ta nhất quyết là không bật BKB, không bấm,
không được gì phải bấm cả, không thể chết ngay được, đồng đội vẫn còn ở phía sau để có thể back up, không sợ. Rồi, ngay lập tức là một tình huống lao lên trên này và gánh vào người của Spectre. Spectre lên bảng điểm số rồi, nhưng phía sau thì AA của MVG cũng đã chết. Nhưng theo tôi đánh giá thì đây là tình huống quá lời cho bên phía team Gambit, bởi vì AA cũng làm xong nhiệm vụ của mình rồi. Là cướp Roshan không? Không, không cướp được Aegis nhưng cướp được mạng của Roshan, nhưng đồng nghĩa với việc là hai hero chết. Một cái trận đấu Dota thuộc giải đấu Star Ladder Dota 2 Imba TV Miner thì anh em kênh chat của i3 đang nói về các giải đấu của League of Legends rất là tếu. Sao? Lộ vị trí với chúng tôi này. Lộ vị trí này. Hoặc là con SM nó lên thẳng BKB là sao? Đúng là nó lên thẳng BKB là mọi chuyện kết thúc từ lúc nó có BKB rồi mà. Gần như lúc nó có BKB xong nó có chết đâu. Đấy, bây giờ ông ấy làm và quấy cho mấy ông ở ngoài phá nhà. Đánh điện tử nó có đơn giản không? Rồi, đây lại có người bị kéo ra rồi thì phải. Đó là Spectre nhưng có vẻ anh ta được giải rồi. Spectre được giải nhưng anh ta dính ulti AA phía sau. Anh ta bị ném quá đau và anh ta lên bảng đếm số. GG và play có lẽ sẽ được cô thôi. Rồi lao thẳng vào người, giết con Rubik này luôn. Bật BKB lên tới từ Green. Bài bách vẫn muốn chơi. Câu kéo over chăng? Câu kéo over chăng? Khả năng quyết định ném trụ GBK không quan tâm đến thế sự xung quanh. Rồi muốn lao vào và muốn chơi GBK. Nhưng nên nhớ rằng anh ta còn một mạng. Anh ta còn Aegis. Anh ta đã kích hoạt Salonic rồi. Đang bị kéo vào. Có lẽ sẽ cần phải Aegis và đi ra chăng? Vẫn đang rất tự tin đứng và ném tay bò. Vẫn chưa bật cho mình bất kỳ một cái item nào lên cả. Vẫn chưa BKB, chưa Magic Wand, chưa cooldown sang Salonic. Vẫn đang rất trầu. Vâng, đứng thẳng cả vào Static Storm không mất máu luôn. Rồi phía này thì sao Ricky đang chém người 3333 phải lùi rồi. Nhưng anh ta đã cooldown xong Salonic, anh ta quay trở lại ném creep thôi cũng được, không cần ném người. Vâng, ném creep xong lại full máu. Đấy, ra đây mà chơi này. Anh ta mua cục Relic rồi. Chuẩn bị mua thêm cục Demoness trang rồi. Lam người của Lim có Silent, Lim không có BKB. Bye bye Lim, nhảy đam là quá đau. Nico Ibi có lẽ cũng sẽ chết. Nico Ibi cắn được cho mình một cái cheese lên à. Ồ, vậy là vẫn nhặt được cheese về. Eco Slam vào mồm hai người. Ricky một sơ bomb sang. Và có lẽ trận đấu sẽ kết thúc tại đây. 23-7, 36 phút. Với 36.000 em có chênh lệch. 1 phút là 1.000 em có chênh lệch dành cho bên phía Gambit Esports. Chơi 4 con tay ngắn ở hệ Strength đối đầu với 3 con tay dài rất khó chịu và một cái lồng của bên phía Alliance. Fata đánh anh Trang sắp 5 thôi. Trận đấu này tôi nghĩ là Gambit 2-0 rồi anh em ạ. Ở khu mid lane thì có vẻ như là GPK đang bị dí vào, nhưng mà nước là rất hay vào vị trí của Lim. GPK anh ta có vẻ như đang thua một chút về mặt level, khi mà anh ta mới chỉ có cho mình đó là level 5 mà thôi. Nhưng từ từ đã, Saklo và XS Vampire cũng đã tới rồi. Hanskin đang bị kẹt thì phải. Tuy nhiên thì Hanskin anh ta chạy ra khu vực của Lim để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn XS Vampire thì có lẽ sẽ phải nằm xuống ở đây. Di chuyển quá xa rồi, first blood thuộc về Lim. Mid lên thì sao, đang có một tình huống gank của người của Lim. Lim anh ta yếu quá, anh ta chết rồi. Úp lồng 4. Nhưng mà có lẽ là úp lồng 4 thì sẽ chỉ giết được một thôi. Giết được người hay không đây, giết được GPK rồi. Đặt nước là không chính xác nhưng đã chặt đầu thêm được cả vào vị trí của Haskin. Slow vào người game Empire nhưng không đưa được con Sentinel này lên. Nico Ibi đang muốn cướp lại một cái post thì đuổi luôn về. Và đây sẽ là một tình huống mà Nico Ibi hoàn toàn có thể sẽ phải chết. Anh ta bị call rồi, một cầu đầu chảm. Bye bye Nico AB. Không chiếm được lại post và sẽ không có XP dành cho bên phía Alliance. No XP for you. Đang muốn nhắm tới vị trí của Red King nhưng Red King có hồi sinh. Làm gì Red King thế này, một chém, một stun. Red King tự tin rằng anh ta sẽ có hồi sinh để có thể chơi hiệp 2. Bây giờ thì lấy được một mạng Red King nhưng sẽ cần phải bỏ chạy. Clock anh ta tới rồi, đã cần phải Dream Coil để có thể ngăn cái sự lao lên của bên phía team Gambit. Đó chỉ là một con Clockwork mà thôi. Sử dụng cả Dream Coil, lấy được một mạng của Red King. Tuy nhiên thì cái mạng này nó sẽ khiến cho Red King anh ta đánh cẩn thận hơn trong những tình huống tiếp theo mà thôi. Sẽ có những cái ward tiếp tục được cắm ở đây. Sẽ rất khó cho bên phía team Alliance để họ có thể tập trung ở khu vực này. Đang muốn combo vị trí của Lim. Ném ulti là chính xác. EVP anh ta đi bộ vào, gói được cả Hanskin vào trong cái cốc này rồi. Đẩy được Fata ra ngoài. Lim có thể sẽ không chết nhưng mạng sống của Hanskin đã bị tước đi. Ôi thương thay, 5-3 rồi. Có một cái đấm Wallace Punch, nhưng mà để đấm Saklo thì cần thêm người nữa rồi. Úp lồng luôn, không do dự.
Và úp lồng chuẩn luôn vào cái mé để cho con Tosca này có thể đấm từ bên ngoài vào. Chặn đường là rất hay. Xác lô lên bảng đếm số rồi. AF Empire vừa hút vào đúng không? Vừa hút vào con này cũng sẽ phải chết ở đây thôi. Bye bye cả mạng của con Clock này luôn. Rồi một đấm bass đấy. Walk lên đấm được có bass luôn. Hai cái bass. Lát hit. TP rất nhiều người xuống bot để chiếm rune cũng như là chiếm post của đối phương. Kịp không đây? Kịp không đây? Trong khi đó thì đang có một tình huống TP lên và muốn ganh vào vị trí con Axe này. Thôi xong con Axe này rồi. Con Axe này liệu có chạy về kịp hay không đây? Nó bị chặn đường rồi. Có vẻ như là Axe không về được. Axe anh ta chết ở đây rồi. Ném cái ulti ra có quyền. Làm gì này? Combo gì này? Rồi muốn focus vào vị trí của Lim nhưng Voi tới rồi. Khóa tay Voi, Lim chưa chết. Lim anh ta bị úp lồng cùng với đồng đội của mình và bị đốt bởi Radiance tới chết. Đó là một tiếng úp lồng không hay rồi. Hookshot vào vị trí của Hanskin. Hanskin cũng sẽ phải nằm xuống thôi. Buyback ra đến từ Axe của Sarklo. Họ muốn đuổi theo ai nữa đây? Có lẽ là giết mạng của con Tuska này và tiến thẳng vào Roshan Pit khi mà lồng cũng đã được sử dụng rồi. Vậy là một tiếng úp lồng đồng đội ở trong Radiance của đối phương. Nỗ lực tới từ 33 rồi nhưng mà anh ta chỉ làm được tới vậy thôi. Green sẽ đứng đây và bỏ thẳng vào trụ của đối phương. Cũng bị bắn khá là đau. Đứng ở trong cái vũng nước bọt này thậm chí là còn bị break. Rồi, mất mạng Aegis luôn. À không, đây mới chỉ là mất mạng Reincarnation thôi. Vẫn còn mạng Aegis, vẫn còn một mạng nữa để chơi. Rồi, có X lại, có focus vào người của Lim. Lim được gói bóng vào. Phoenix Boy không có cho mình, đó là lồng thì anh ta đứng đây để làm gì đây. Tiếp tục là một tiếng côn hay. Hookshot cũng là hay. Haskin anh ta dính ulti của A, anh ta cũng sẽ lên bảng và đếm số. Bye bye Haskin. Và hai thành viên của đội kia Alliance họ nỗ lực để có thể đét cho tiếng vừa rồi. Nhưng họ quên mất rằng là con Phoenix Boy carry họ chưa có lồng. Thế nên là nỗ lực này nó đổ sông đổ bể hết cả. Sarklo đã sử dụng cho mình đó là cái Bizet Core. Anh ta liệu có phải nằm xuống ở đây hay không đây? Và chắc là sẽ chết thôi. Nền thế này chị Pata giết hai mạng rồi đấy. Nhưng mà không làm gì được. Chưa thể gánh được đồng đội. Có Rune Envy đập smoke luôn về Rune Envy của mình. Red King sẽ đi một đường thẳng. Mấy ông này sẽ đi một đường chéo xuống đây và tìm thấy ai thì giết người đấy. Và cái người gần nhất có lẽ sẽ là Lim. Nếu như Lim anh ta sẽ trái về nhà hoặc anh ta đi thẳng lên thì anh ta sẽ sống. Nếu như anh ta sẽ phải thì anh ta sẽ có nguy cơ chết. À đánh cũng có vẻ tỉnh. Đánh cố gắng để có thể lấy con creep ra và làm cái bức tường cho mình. Không ngờ rằng sau khi con creep chết thì không còn gì để che chắn cả. Đó là tình huống mà bên phía Gambit họ đã đợi. Họ đã chờ đợi cho những con creep chết. Rồi họ mới bắt đầu lao vào. Đó là một pha mà Clockwork đã đánh rất tốt. Sao? Mất Rimcoil cho là bên này họ smoke. Họ smoke, họ smoke. Họ chuẩn bị smoke, họ đã vạch đường cho GPK đi rồi. GPK hãy đi thẳng ra mid đi. Ok anh, em đi thẳng ra mid đây. Rồi, đội này sẽ smoke để đứng sau GPK. GPK anh ta sẽ đi thẳng ra khu mid lên chăng? Chính xác là như vậy. Anh ta sẽ đứng sau những người đồng đội một chút cho nó an toàn. Rồi, tiếp tục walk lên và farm. Như chỗ không người. Lộ smoke rồi. Biết được có Heroic ở đây. Là những ai đây? Con được Felix Boy. Combo tất cả mọi thứ vào người của Felix Boy. Tuska ở đâu khi Felix Boy cần? Thôi xong rồi. Người bạn hải cầu của tôi ơi. Mỗi khi mà cứu voi con ở bản đồn cần thì không có ai cả. Lim bật tinh đi lên và bỏ chạy. GBK vẫn muốn gì theo đặt nước để làm gì đây? Em nó không chính xác. Hanskin nằm xuống rồi. Crit là rất đau tới từ Dream. Dream vẫn muốn lao vào. Hết BKB rồi. Lim bị X và Lim có lẽ sẽ phải nằm xuống thôi. 13-9. Tuy nhiên thì bên phía team Gambit, họ không chỉ dẫn trước 4 mạng, họ còn dẫn trước 4.000 network cũng như bây giờ thì họ đã sờ vào hai cái barrack của bên phía Alliance rồi. Rồi sao? Toàn. Tôi rất muốn được nhìn cái tình huống là vòi rồng các kiểu thứ nước nôi này. Ồ, hookshot là hay. Nước đâu rồi? Có nước nhưng đã có BKB được mở lên. Sarklo anh ta chạy rất nhanh, anh ta đang có rune hết. Anh ta muốn côn ở vị trí của Lim nhưng mà iChat là rất tốt. Úp lồng được hai người. Sarklo đang là người bị focus vào đầu tiên. Người thứ hai sẽ là ai đây? Đó chính là Kunka trong tay của GBK nhưng anh ta còn đang khá trâu. Rim anh ta cũng đã tới rồi. Rim có được hai người ba ba phía sau muốn lấy mạng của ai nhưng không thành. Rồi ném thuyền ra. Tiếp tục là một tình huống bao nước tới rồi. Liên tục là torrent chúng vào người các thành viên bên phía Alliance và hai người sẽ phải lên bảng đếm số vì những cái tình huống đặt nước này, đó chính là Viper cũng như là Tuska. Đập smoke từ các thành viên của Alliance, họ sẽ muốn contest Roshan, họ có contest kịp không? Các thành viên của bên phía Gambit đã ăn gần xong rồi. Nico Evie có một cái rune DD, không dám lao vào rồi.
Nicobe lao vào, úp lông được hai người, sau đó có cả Guka cũng như là Renki. Hai Coiro gây đam chủ lực của bên phía team Garmin nhưng mà cắn kịp Cheese lên rồi. Công viên nước nào, lênh láng nước ra đây rồi. Nhưng mà có vẻ như nó không trúng ai cả. Úi dồi ôi, công viên nước thế này thì không, có người bị bớ lại rồi. Và lại là chú tắc kè bay hơi bị xấu số của chúng ta. Lim thêm một lần nữa, anh ta nằm xuống, vẫn đang cố gắng để có thể giữ lại cái hook của mình, chưa sử dụng hook. Phá tài anh ta đang cố gắng bỏ chạy nhưng mà XFM3 cũng đã tới rồi. Có lẽ đây sẽ là tình huống mà Tuska phải nằm xuống thôi. Tuska gói bóng được thêm một lần nữa nhưng có vẻ như Phá Tài sẽ là người phải chết thay ở tình huống này. Không phải là chết thay mà hai ông sẽ chết cùng nhau. Hook shot được vào người của Baba luôn, cử giật Battery sao vẫn đang cố gắng để có thể bỏ chạy kiểu gì đây. Dính luôn cả một cái Battle Hunger gãy lốc lên để có thể tự giải ứng bất lợi của bản thân. Chính xác là như vậy rồi và sẽ cần phải TP về nhà. Nhưng khi đi về nhà thì Clock bắn tên lửa trúng không? Clock bắn tên lửa không trúng rồi. Nhưng mà ở đâu đó thì Lim lại thêm một lần nữa chết. Và anh ta die back. GG Roleplay cũng đã được call ngay lập tức. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Vâng, game đầu kết thúc. Quá chóng vánh.